Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Lâu lắm rồi em mới hiện nguyên hình, nhưng mà không phải nguyên hình mặt mà là nguyên hình cái chỗ trước mà nó gọi là từng một thời loa đài đầy một đống. Bây giờ là làm thêm cái món này phục vụ nhân dân. Ăn Tết xong là chỉ đọc qua ăn và vệ sinh bảo dưỡng cục đẩy hàng bãi thôi. Tết xong là có rất nhiều hàng bãi. Trước mặt các bác đây là ba cục đẩy OCB Acoustic TD5 và ba chiếc vang số thương hiệu là HNX, tức là hội này xe DSP 800 đó. Đây các bác xem nhé. Đẩy này thì tí nữa tình trạng sẽ báo luôn. Ở vang thì tình trạng cũng báo luôn ngay bây giờ. Thì đây là các bác đang xem, đây là vang. Đấy, sử dụng phần mềm của nắc K6 à, nắc K6. Đẩy thì bên đây cũng có là CB Acoustic ở TD5. Thì cái này nó có hai đời, đời trước đời sau. Hello anh. Con này là đời đầu này. Con này đời đầu, gương chưa lấy rồi. Con này đời đầu các bác nhá, bởi vì đời đầu của nó mạch nó rất là to này. Xong là tụ nguồn của nó này 4 này, 12 tụ. Còn đời sau thì là nó ít tụ hơn, nhưng mà mạch nguồn nó bé hơn. Đây là con mạch đời sau. Thì đời đầu với đời sau thì chất lượng âm thanh ra như nhau. Nó khác nhau mỗi cái bo xử lý nguồn thôi. Đời đầu là người ta nhặt được tụ này nó nhiều như này này. Còn lô đời sau thì nó sẽ như thế này. Đây, dung lượng tụ là có 180V và 3300mi. Còn tụ đây thì em cũng xem luôn là nó ghi là bao nhiêu đây. Tụ này 160V 1000mi. Đấy. Thì dung lượng tụ nó cũng kiểu tương tự như nhau, tương đương nhau. Mạch này là mạch 3 nên là dung lượng tụ nó không cần quá nhiều. Đấy. Hiệu suất làm việc rất là cao rồi. Máy thì sử dụng các loại sò nó rất là đơn giản luôn. Con này đời đầu này nhôm nó dày hơn này. Nhôm nó dài 22cm, còn đời sau thì có vào hẻo 20cm thôi. Đấy. Đời sau thì có 2 con, đời đầu thì có 1 con. Đó, các bác nào thích con nào thì liên hệ trực tiếp thôi. Đời đầu với đời sau nó kiểu kiểu ấy. Kiểu đời sau thì mạch nó thiết kế hiện đại hơn thì nó rút bớt linh kiện đi kiểu kiểu ấy. Nhưng mà vẫn là chung một hãng, chung thương hiệu và kiểu như là năm này năm kia ấy. Năm 2013 đến 2016 ấy, kiểu kiểu ấy. Năm này kiểu 2013 2014 này, cái này 2015 2016 kiểu kiểu ấy. Đó. Thì mày có sao là giới thiệu vậy, vừa có vệ sinh xịt bụi qua. Rất là sạch sẽ rồi. Còn đây là vang đây. Vang đây, vừa đấy em có xịt bụi qua nên là sạch sẽ. Có hơi bám một tí bụi đường rồi. Đấy, mày chip Adanoc Divine. Đấy, các bác xem này. 21488 này. Đời trước của 21489. 21488 và 21489 thì nó cũng kiểu tương tự như nhau. Về mạch TD thì nhiều các bác có hỏi là tại sao anh mua chỗ này chỗ kia người ta bán mạch TD sao nó rẻ thế. Các bác phải kiểm tra lại mạch TD nó có phải có ít nhất 2 cuộn cảm như này. Nó không có cái miếng này, nó không có miếng nhựa đâu, hoặc là nó có cuộn cảm nó nằm luôn. Đấy thì là cái mạch TD ít nhất phải có cuộn như này thì gọi là mạch TD nhá. Còn mạch mà không phải mạch TD không có cuộn này đâu. Mạch D thì nó có 1 cuộn hoặc 2 cuộn. Mạch TD thì có 2 cuộn hoặc 3 cuộn như này. Đời này đời 3 cuộn này. Cuộn này cuộn tải trước loa này. Còn đây là cuộn này nó sẽ cấp nguồn cho điện áp âm này, điện áp dương này, kiểu kiểu đó. Đây, mạch của nó rất là xịn sò. Cái dòng này thì công suất của nó đạt hiệu suất rất là cao. Ví dụ ăn 1000W thì ra 950W. Còn như dòng Y thì lại ăn 1000W nó lại ra được có vào 900 hoặc 920W thôi. Nhưng mà được cái là đánh được cái tải nó rất là thấp. Còn TD thì nó thường nó đánh tải 8 ohm là bình thường, 4 ohm là rất là hay. Đấy, hiệu suất nó rất là cao. Nên nó nguồn nó không cần to, tụ nọc nguồn không cần lớn. Đấy, nhìn này thôi, nhiều cái máy nó như thế này, nguồn này thì nó chỉ có 300W thôi, nhưng con này 500W, 8 ohm. Đó, máy thì nó như này. Có sao thì nói vậy các bác nhá. Đấy, về trong tình trạng là nguyên zin, chưa sửa chữa, chưa chọc máy, chưa làm gì cả. Đó. Vang đây cũng vậy. Vang đây em đã chọn những cái vang giá tương đối tốt cho các bác mà này còn nguyên zin thôi, nó mới ăn điện. Như cái mẫu này thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì em bán là 2.8 vào ship này, tặng theo dây dắt phụ kiện đầy đủ. Vang là thế. Ba con TD5 này cùng một giá nhá. Con này giá thị trường đâu đó trên thị trường tầm 3.5 triệu một con. Em bán xong được các bác là 3.2 triệu một con. Giá ok chưa? Giá đã tốt chưa? Báo sống báo test cho các bác đầy đủ nhá. Lấy con nào thì báo nha. Lấy con nguồn công tắc đỏ thì báo. Lấy con công tắc nguồn đen thì báo. Đó. Các bác thích máy nào thì báo. Con này là khả năng hết đầu tiên này. Đấy, các bác cứ nhìn cái máy nào nó đầy xong là nó bê nó nặng là các bác thích rồi. Thì con này khả năng hết đầu tiên nên là đăng clip cái là có khí hết ngay. Đó, ok. Ưu tiên là các bác nào chuyển khoản chứ còn là chuyển khoản đặt cọc trước chứ còn không đặt cọc thì cũng khó nói lắm. Ok không ạ? Thì đây, quay cho các bác xem nhá.
tổng thể hàng hóa nó có như thế này thôi. Đấy. Và sắp tới thì cố gắng về thêm ít loa bãi xịn xịn nữa để review, chứ tầm này hàng mới không có mà bán đâu. Các bác xem nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip review những cái siêu sản phẩm lần sau. Những đây này không phải là siêu sản phẩm, rất chất lượng. Ok, xin kính chào toàn thể các bác.